Xin mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng cái ngôi nhà gỗ những cái cột gỗ này, cái đường kính rồi chắc phải lên 50, 50, 60, to lắm. Này, trối lên. Đấy. Cửa. Một cái bàn ngủ nước. Bên đây thì có cái chỗ róc rách chảy nước. Dưới này thì có ca vàng. Đấy. Nước thì lại chảy ở trong những cái đá kia, những phiến đá ghép này. Khu vực này đúng là cư người của đại gia, người của đại gia. Hả? Đây là cư người của bà chủ đây. Đấy. Đấy, bà chủ còn quảng cáo chuối nhà đấy. Đây. Bà chủ cứ như là mời ăn chuối đây. Đang quay cái nhà này cứ mời ăn chuối. Ăn xong hết phần này. Không, không sợ hết phần nhà này. Đứng ở chỗ này quay nhá. Đây. Đứng ở chỗ này quay nhìn thấy. Nhà mái ngói cổ. Ở nhà này mát lắm nhá, ở nhà này mát khỏi phải điều hòa, chỉ được mát. Thôi thế dừng video ở đây. Ôi đây chim.